Em xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay ngày 9 tháng 11, em là Lan Rừng Bảo Tú. Số điện thoại liên hệ là 0386865005. Nay thì em tiếp tục lên những cái giò lan giá cực kỳ là rẻ cho các bác sưu tầm nha. Đây, em sẽ vào chi tiết từng mã một luôn. Mã đầu tiên, em sẽ có 6 cái bảng phi điệp tím. 6 bảng phi điệp tím nha. Các bạn đều rất là đẹp này. Thân mập, thân ngọn, lá thân nù, lá nhựa. Rồi nói chung là khá là đẹp nha. Rồi mã số 1, 6 bảng phi điệp này có 100.000 thôi cho mã số 1. Mã số 2 cũng là 2 chậu phi điệp, nhưng mà cái này là một chậu, là một chậu 5 kính trắng HO đây. 5 kính trắng HO em đang cầm đây. Đó. Và một chậu 5 kính trắng Phú Thọ 3 ki nha. 1 ki thì có thể làm bông năm nay được, còn 2 ki kia thì hơi ngắn một chút. Rồi mã số 2 cũng 100.000 cho 2 chậu lan đã có mặt bông vàng bóng một thời. Mã số 3 là một mã trầm tím, thân mập nù, có thể kích bông tết được luôn. 100.000 mã số 3. Mã số 4 cũng là trầm tím, mã số 4 rất là đẹp. Đã thắt ngọn nha. Kích bông được luôn. 100.000 mã số 4. Mã số 5 là một cái bạn quế trắng tháng 8. Quế trắng tháng 8 em ghép khá là nhiều cái nút áo đây. Cây quế rất là khỏe nha. Mã này 100.000 mã số 5. Mã số 6 cũng là quế trắng tháng 8, mã số 6. Rồi, nút áo này. Đẹp chưa? Đó, 100.000 mã số 6. Mã số 7, 3 chậu tổ quả cho mã số 7. 100.000 mã số 7. Mã số 8 có một cặp cáo báo. Giá hương đối cáo với giá hương cẩm báo. Đấy, 100.000. Chuyện mã số 8. Mã số 9 có một chậu kiều tím, một chậu kiều vuông nha. Một chậu kiều tím, một chậu kiều vuông. Đây, lựa hai chậu rất là đẹp luôn này. 100.000 cho mã số 9. Mã số 10, một cái bảng tam bảo sắc hoa vàng rừng Bình Thuận. Ghép lũa, cây lớn. Đó, mã này 150.000, mã số 10. Mã 11 cũng là tam bảo sắc hoa vàng Bình Thuận, cây bé hơn. Đây, mã 11, 5 cây, 100.000, mã 11. Mã 12, một chậu đùi gà tròn cho mã 12. Rất là nhiều thân. Thân đã thắt ngọn hết và đang sưng mắt nha. 150.000, mã 12. Mã 13 là một chậu kiều cam với một chậu kiều vuông. Trời ơi, rất là đẹp luôn nha. Một chậu kiều cam, một chậu kiều vuông. 120.000, mã 13. Mã 14, hai cái chậu Hải Vân Nam. Hai chậu Hải Vân Nam, mã 14 rất là đẹp. Nhiều thân, đang lên cây con rất là khỏe luôn. 100.000, mã 14. Mã 15 có một cái khúc lũa gõ khá là nặng. Về mình có thể làm tay treo hoặc là bỏ cái chậu lên trên này. Đấy. Cao tầm 70 nha, ngang tầm 40. Mà 130.000 em bao cước. Mã 15, 16. 16, 3 khúc lũa này. Mã 16 cũng 130.000. Em bao cước nha. Còn lan thì các đơn từ 200.000 trở lên em bao cước. Còn dưới 200.000 sẽ là 30.000 tiền cước nha. Phân dê nhà em là phân dê ép viên nén tan chậm nha. Đấy, hàng rời như vậy chưa? Đã vô bịch là 30.000 cho 1 ký. 30.000 một ký, mua 5 ký tặng 1 ký và bao cước từ 5 ký này. Đây, còn loại mà đóng túi sẵn như vậy là 35.000 cho 1 ký. 1 ký nó sẽ tương đương với cỡ 15-16 ký túi nhỏ như vậy nhá. Cũng là mua 5 tặng 1 và bao cước từ 5 ký. Và giá là 35.000 một ký nha. Giá thể trồng lan nhà em lúc nào cũng có sẵn nha. Chai vàng căm xe băm. Đó, em bán là 15.000 một ký, mua 10 ký tặng 1 ký bao cước nha. Rồi, ok, cảm ơn các bác rất là nhiều.